Vâng, xin chào các bác nhé. Hôm trước em có đăng mấy cái ảnh lên Facebook thì mấy anh em trong nghề cũng hỏi là làm khung này như thế nào và làm bằng chất liệu gì. Thì hôm nay em sẽ giới thiệu tới các bác cái khung cổng bóng thiên nga này của em nhé. Đây, cổng này thì em làm bằng ống nhựa PVC và hai cây sắt 6. Mời các bác theo dõi video nhé. Anh em mà xem video thấy hay, hữu ích thì nhớ cho em một đợt like, đăng ký kênh ủng hộ cho kênh. Vâng, và để làm được một cái cổng thiên nga như vậy thì ở đây em sử dụng ống nước nha các bác nhé. Ống nhựa PVC này. Đây, tất cả những cái này em không cần gắn keo nhé. Tất cả những cái này không cần gắn keo này. Em chỉ cắt em đóng vào là xong này. Hiện tại bên này em làm, đây là một chân của nó này. Đây là hai chân này. Đấy. Hai chân đây mọi người nhé. Đây nó như này nhé. Cái này có thể lối thêm được dài ra này các bác nhé. Em làm cái T này, các bác có thể lối ra thêm khoảng bằng này nữa này. Để làm thêm hai cái phần gọi là phần thân mình của con thiên nga nhé. Tí em sẽ lắp ráp lên cho các bác xem, các bác sẽ hiểu nó như nào nhé. Đây, hiện tại thì cái khung của em là ống nhựa này. Phần này sẽ là phần thân của con thiên nga này. Đấy, các bác chỉ cần vặn vào như này được nhé. Chắc là như này được. Đây như này nhé mọi người nhé. Như này nhá, cái này mình không cần keo là anh em không có thể chỉnh thoải mái này. Đấy. Mình lên xuống được nhé. Này. Rất tiện. Bên này nữa nhá. À. Khi đã làm xong như này rồi, nếu mà các bác thích cái thân của con công của mình nó rộng ra thì các bác sẽ nối thêm ra đây. Con lắp cho em một cái ngang với một cái T ngang này như này nữa nhá. Đấy, mình sẽ nối được. Cái khoảng này sẽ là khoảng rộng của đoạn cổng. Rộng của đoạn cổng. Tùy theo cái địa hình mà mình làm nhé mọi người nhé. Đây, tùy theo cái địa hình của mình làm. Hiện tại cái video này em demo cho các bác thì cái đoạn này của nhà em, cái sân của nhà em thì nó hơi xấu. Nhưng không sao, cái video này em demo cho các bác để các bác làm theo nhé. Đây, và cái phần thân của con công, con thiên nga ấy, thì em sử hiện tại thì vừa rồi thì em làm bằng sắt 6 này buộc hai đầu lại với nhau này, uốn hình trái tim này. Đấy, uốn hình trái tim như này nhá mọi người nhá. Cái cái độ rộng với độ cao của cổng thì cũng tùy từng nhà người ta yêu cầu nó như thế nào. Đấy. Cái cổng vừa rồi em làm là cao 2,5 m. Rộng thì cái chiều rộng của hai cái bên cổng kia. Đây, chiều rộng của hai bên này thì nó là 2 m. Đấy, chiều rộng hai bên cổng kia nhá. Còn video này em sẽ demo cho bác, em sẽ lắp thử nhé. Và trước tiên thì cái đế, hiện tại cái đế của nó đang rất chi là nhẹ thì các bác lắp lên như này rồi thì các bác có thể là lấy gạch hoặc là bất kể một vật gì nặng đấy để đè cái đế của nó để mình dựng khung trước nhá. Hoặc là anh em có thể là sử dụng bóng cho nước vào ấy, bóng nước ấy. Anh em sẽ cố định cái đế lại. Đấy, xong là mình sẽ lên cái phần khung của con thiên nga nhá. Đây. Em sẽ cố định cái đế lại bằng hai cái miếng sắt ở đây thì ở nhà em đang tiện có nhé. Em cố định cái phần đế này như này. Cố định nó vào như này nha các bác nhé. Đấy. Và tiếp theo thì nếu mà có hai người thì làm nó sẽ nhàn hơn. Mà em là em thì em làm một mình
cho các bác đoạn này, đoạn quan trọng này. Quay cho các bác không hiểu này. Đây nhá. Cái đoạn này là đoạn ống 21. Nhưng mà mình sẽ, em làm cái khung này thì bằng sắt 6. Thì mình sẽ phải thu lại cái cốt của nó phải bằng vừa cây sắt 6. Đấy. Thì cái này thì mình cứ sử dụng cái ống 21 mình chẻ ra. Mình đóng dần vào, chẻ ra cắt đi một phần đấy. Xong lại đóng vào đây, đóng dần. Thì nó sẽ ở đây em làm bằng 3 lần ống 21 này. Đây, đây các bác để ý này. 1 2 3 này, 3 lần ống 21 nhá. Bác chẻ ra đóng vào thì nó sẽ còn cái cốt của nó sẽ vừa cái cây sắt 6. Bao giờ vừa cái cây sắt 6 thì thôi. Các bác có thể làm sắt 8 cũng được. Đấy, cái cổng này thì em làm bằng sắt nhưng mà cái cổng sau nếu mà em gặp thì em sẽ làm bằng ống nhựa luôn cho nó nhẹ nhàng anh em nhé. Đây, cái cốt bên kia cũng thế nhá. Cốt bên kia em cũng làm như thế này. Và bây giờ em sẽ dựng khung cho bác xem nhé. Đây, em sẽ dựng lên cho bác xem nhé. Đây cái cổng nó như này nhanh nhanh nhé. Đây còn cái về cái phần đuôi, phần thân của con thiên nga kìa. Cái cây này mình có thể chỉ nhé anh. Đấy, khi mình dựng lên như này rồi thì các bác sẽ lấy dây buộc vào những chỗ nhá, buộc vào những chỗ mà mình có thể buộc được. Đấy. Tất nhiên anh em đi làm là phải sáng tạo cái phần này rồi, chứ không ở đâu mà nó lại có cái cây sắt ngang như này để mình buộc nhá. Các bác có thể lấy dây chuyên dụng của mình buộc rằng từ từ chỗ này sang chỗ kia. Rồi nó sẽ như thế này anh em nhé, nó như này này. Còn cái độ cong như nào, độ cong, độ cao, độ trụ như nào thì tùy anh em chỉnh nhé. Ví dụ như chỗ này này của em nó đang cong hơn bên kia, mình có thể chỉnh. Mình cảm thấy
cái hình trái tim của mình nó cân xứng thì thôi nha các bác nhé. Đấy, khi mình đã dựng được cái này rồi thì các bác cố định lại, các bác buộc lại nhé. Khi mà buộc lại được khung chắc chắn rồi thì lúc đấy bắt đầu mình tan bóng. Khi đấy thì mình sẽ đan bóng nhé. Đan bóng thì thôi cái phần này em sẽ không nói, bởi vì chắc chắn là ai cũng biết làm rồi. Thì những cái này thì các bác có thể thay bằng viên gạch này, hoặc là mình sau khi mình làm vài quả bóng nước vào đây, làm vài quả bóng nước vào đây nhé. Hôm trước thì em làm 4 chùm bóng nước để vào đây thì nó sẽ chắc chắn, xong mình bỏ cái này đi. Đây nha anh em nhé, hiện tại thì cái phần phần đuôi con công này thì nếu như cái sau mà diện tích nó có thì em sẽ làm thêm khoảng 2 cây nữa. Đây, làm thêm khoảng 2 cây nữa, 2 cây ngắn 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 dần nha bác nhé, ngắn dần, mỗi cây kia ngắn hơn nhau 15 cm. Đấy, mỗi gống nhựa kia ngắn hơn nhau khoảng 15 cm. Hiện tại cái cây kia của em nó đang là cây dài là 1,5 m. Cây này 1,35 m này. Đấy, anh em chỉnh, có thể chỉnh cho nó song song nhau này. Đấy, anh em thích chị chụp này. Nó tiện lời nha anh em nhé. Thích ngả có ngả. Đấy. Nhưng mà thường thường là mình làm là mình để song song như này thôi. Lúc mình đan bóng vào ấy, đến lúc mình đan bóng vào thì nó vừa kích luôn, nó sẽ không bị hở những khe ở giữa như này. Rồi, hai clip nay em xin chia sẻ tới mọi người đến đây thôi nhé. Còn tiếp theo thì chắc chắn anh em biết làm rồi đúng không ạ? Vâng, thì hôm nay em muốn giới thiệu tới anh em cái khung mà ống nhựa này rất tiện lợi nhá, rất gọn. Đấy, xong việc thì mình tháo ra. Và có thể nếu mà cảm thấy anh em cảm thấy xa xôi, nếu mà nhiều đồ quá thì có thể bỏ đi, bởi vì là cái này mình mua cũng cái này em mua hết có 100 đúng 100.000 tiền ống nhựa nhá, tiền ống nhựa là 100.000 này, tiền sắt là 50.000 nữa, nó khoảng 150. Thì anh em cảm thấy có thể thu về được thì thu về, còn không thì anh em bỏ đi không sao. Còn nếu như mà gặp một cái cổng lần sau em làm ấy, em sẽ làm một cái cổng cũng bằng ống nhựa. Cũng bằng ống nhựa PCP này luôn, nhưng mà mình sẽ uốn sẵn ở nhà đi nhá mọi người nhá. Đấy. Cái này thì cái này anh em có thể đến nơi gần đến nơi nơi mua cũng được. Bởi vì cái hàng ống nhựa này hầu như là ở đâu cũng có rồi này. Sắt xây dựng thì chắc chắn ở đâu quanh quanh khu vực khoảng vài 2-3 cây số thì nào cũng có. Anh em nếu mà làm ở xa thì cũng không phải mang từ nhà đi, cái sắt này nó vướng víu lắm. Cái sắt này nó 4,25 m thì phải. Đấy, nó vướng víu lắm. Vâng, xin cảm ơn anh em đã xem video nhé. Anh em xem video thấy hữu ích thì nhớ cho Vương Thỏ TV một lượt like, một lượt đăng ký kênh, ủng hộ kênh cho Vương Thỏ TV nhé. Em sẽ chia sẻ tới anh em những cái gì mà em biết. Đấy. Cảm ơn các bác nhé.